Như vậy, nhờ pháp môn giải thoát vô nguyện mà phát sanh năm căn, nhờ năm căn mà phát sanh định vô gián, nhờ định vô gián mà phát sanh giải thoát tri kiến, nhờ giải thoát tri kiến mà vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết đắc quả dự lưu, nói rộng cho đến đắc quả A la hán. Như vậy là nhờ pháp môn giải thoát không vô tướng, nhờ pháp môn giải thoát không vô nguyện như vậy là nhờ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nói rộng cũng như vậy này xá lợi tử đó là đại bồ tát được pháp nhãn thanh tịnh lại nữa này xá lợi tử pháp nhãn của các đại bồ tát có thể biết như thật tất cả pháp tập đều là pháp diệt do biết như vậy liền đắc năm căn này xá lợi tử đó là đại bồ tát đắc pháp nhãn thanh tịnh lại nữa, này xá lợi tử, pháp nhãn của đại Bồ Tát có thể biết như thật đại Bồ Tát này ban đầu phát tâm tu hành bố thí trì giới ba la mật đa, thành tựu tiến căn và tinh tấn căn, dùng phương tiện thiện xảo suy nghĩ đến nơi thọ thân của mình, để tăng trưởng pháp lành. Đại Bồ Tát ấy sanh vào đại tộc sát đế lợi cho đến sanh vào đại tộc cư sĩ, hoặc sanh lên cõi trời tứ đại thiên vương chúng cho đến sanh vào cõi trời tha hóa tự đại, an trụ vào những nơi đó mà làm cho chúng sanh được thành tựu, bố thí cho hữu tình đủ loại vật ưa thích, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật phụng thờ như lai ứng tránh đẳng giác và cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen không rơi vào những địa vị thanh văn độc giác cho đến khi đạt quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề không bao giờ thối chuyển này xá lợi tử đó là đại bồ tát được pháp nhãn thanh tịnh lại nữa, này xá lợi tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể như thật biết, Đại Bồ Tát ấy đã được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Đại Bồ Tát ấy chưa được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề Đại Bồ Tát ấy đã đắc bất thối chuyển, Đại Bồ Tát ấy chưa đắc bất thối chuyển. Đại Bồ Tát ấy thần thông đã viên mãn, Đại Bồ Tát ấy chưa viên mãn thần thông. Đại Bồ Tát ấy có thể đến hàng hà xa số thế giới chư Phật trong mười phương để cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật thế tôn. Đại Bồ Tát ấy không thể đến hàng hà xa số thế giới chư Phật trong mười phương để cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật thế tôn đại bồ tát ấy đã đắc thần thông đại bồ tát ấy chưa đắc thần thông đại bồ tát ấy đã trang nghiêm thanh tịnh cõi phật đại bồ tát ấy chưa trang nghiêm thanh tịnh cõi phật đại bồ tát ấy đã làm chúng sanh được thành tựu đại bồ tát ấy chưa làm chúng sanh được thành tựu đại bồ tát ấy đã được chư phật khen ngợi đại bồ tát ấy chưa được chư phật khen ngợi đại bồ tát ấy đã gần gũi chư phật đại bồ tát ấy chưa gần gũi chư phật đại bồ tát ấy sống lâu vô lượng đại bồ tát ấy sống có giới hạn Đại Bồ Tát ấy khi đắc Bồ đề có vô lượng bí xô tăng, đại Bồ Tát ấy khi đắc Bồ đề, bí xô tăng có giới hạn. Đại Bồ Tát ấy khi đắc Bồ Đề có Bồ Tát Tăng Đại Bồ Tát ấy khi đắc Bồ Đề không có Bồ Tát Tăng Đại Bồ Tát ấy có hạnh khổ khó hành Đại Bồ Tát ấy không có hạnh khổ khó hành Đại Bồ Tát ấy đã ở vào thân cuối cùng Đại Bồ Tát ấy chưa ở vào thân cuối cùng Đại Bồ Tát ấy đã ngồi tòa Bồ Đề Đại Bồ Tát ấy chưa ngồi tòa Bồ Đề Đại Bồ Tát ấy bị ma đến quấy nhiễu, đại Bồ Tát ấy không có ma đến quấy nhiễu. Này xá lợi tử, đó là Đại Bồ Tát Đắc Pháp Nhãn Thanh Tịnh khi ấy xá lợi tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát đắc Phật nhãn thanh tịnh? Phật dạy, này xá lợi tử, tâm Bồ Đề không gián đoạn các Đại Bồ Tát nhập vào kim cương dụ định, nên đắc trí nhất thiết tướng, thành tựu mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, đại tử, đại bi, đại hỷ, đại xả, đắc Phật nhãn thanh tịnh nhờ đắc được phật nhãn này nên các đại bồ tát không còn chỗ nào mà không thấy không có gì mà không nghe không có điều gì mà không biết không sự kiện nào mà không nhận thức này xá lợi tử đó là đại bồ tát đắc Phật nhãn thanh tịnh này xá lợi tử nếu đại bồ tát muốn đắc năm loại mắt thanh tịnh như vậy thì nên học sáu pháp ba la mật đa vì sao này xá lợi tử vì sáu pháp ba la mật đa ấy có khả năng bao gồm tất cả pháp lành thù thắng đó là tất cả pháp lành của thanh văn pháp lành của độc giác pháp lành của bồ tát pháp lành của như lai này xá lợi tử nếu ai nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu, có khả năng bao gồm tất cả pháp lành thù thắng thì đó là nói đúng. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu là mẹ của tất cả pháp lành, có thể sanh ra tất cả ba la mật đa và công đức thù thắng của năm loại mắt vân vân. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát Muốn đắc năm loại mắt thanh tịnh như vậy thì phải học bát nhã ba la mật đa. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, phải học năm loại mắt. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát học năm loại mắt thì nhất định đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Hết quyển thứ 481.